trong đêm đã qua bao những lối đường mòn mà anh vẫn đi tuần tra khắp nơi ngoài biên cương xa. Vì sao em chưa trở về nhà, ngồi nơi đây thức cùng sương đêm với bao nhiêu ca bệnh khó khăn đang cần có em người thầy thuốc. Dịch bệnh rồi sẽ qua, người chiến sĩ áo trắng đang chống dịch trên tuyến đầu, người chiến sĩ áo xanh đang tuần tra nơi biên ải, nhiều điều phủ lấy giá hương, mọi người cùng chung tay hãy góp công cùng chiến sĩ tuyến đầu. Trong đêm đã qua bao những lối đường mòn mà anh vẫn đi tuần tra khắp nơi ngoài biên cương xa. Vì sao em chưa trở về nhà, ngồi nơi đây thức cùng sương đêm với bao nhiêu ca bệnh khó khăn đang cần có em người thầy thuốc. Mặt trận tiên phong, mỗi liều thuốc chưa tràn đầy những tình người, mang tình thương để cho dịch bệnh rồi sẽ qua. Người chiến sĩ áo trắng đang chống dịch trên tuyến đầu, người chiến sĩ áo xanh đang tuần tra nơi biên ải, nhiều điều phủ lấy giá hương, mọi người cùng chung tay hãy góp công chiến sĩ tuyến đầu. Corona lây nhiễm dịch bệnh nơi nơi, người bác sĩ luôn trên mặt trận tiên phong, mỗi liều thuốc chứa tràn đầy những tình người, mang tình thương để cho dịch bệnh rồi sẽ qua. Người chiến sĩ áo trắng đang chống dịch trên tuyến đầu, người chiến sĩ áo xanh đang tuần tra nơi biên ải, nhiều điều phủ lấy giá hương, mọi người cùng chung tay hãy góp công cùng chiến sĩ tuyến đầu, hãy góp công cùng chiến sĩ tuyến đầu.